Xin chào các bạn đang theo dõi các cái clip của công ty Shamai Audio của chúng tôi trên nền tảng YouTube và các nền tảng khác. Hôm nay chúng tôi đang ở trong nhà thờ giáo xứ Phan Thôn thuộc giáo phận Vinh, Hà Cầu Rầm. Để lắp đặt hệ thống loa Bose MA12 cho nhà thờ giáo xứ Phan Thôn. Cha xứ mới Cha Huân đã kiểm tra và test hệ thống loa của chúng tôi lắp trong nhà thờ giáo xứ Yên Đại và cảm thấy rất là ưng chất lượng âm thanh của hãng loa Bose. Cho nên ngài đã lựa chọn loa Bose MA12 đúng như Yên Đại để lắp cho nhà thờ giáo xứ Phan Thôn này. Trong nhà thờ này chúng tôi sẽ lắp là 8 loa Bose MA12 cho nhà thờ giáo xứ Phan Thôn. Hôm nay sẽ tương đối nắng và khả năng khá nóng. Chúng tôi dự tính sẽ đắp trong một ngày hôm nay là sẽ xong toàn bộ hệ thống âm thanh cho nhà thờ giáo xứ Phan Thôn thuộc Hà Cầu Rầm, giáo phận Vinh. Tôi đang chuyển đồ.